Cảm ơn quý anh chị đã quay trở lại với buổi review sản phẩm của bên công ty em ngày hôm nay. Bên em hôm nay vừa về một lô hàng bơm bình dưỡng OBL mà 1.1 và em sẽ review cho anh chị về cái sản phẩm OBL hàng của Ý. Lưu lượng 100 lít trên giờ là có những cái gì? Hôm nay em sẽ bóc tem sản phẩm cho anh chị nhé. Hàng này vừa mới về sáng nay ạ. Dòng bơm OBL bây giờ cái thùng hàng nó được thiết kế là vỏ màu đen. Bơm được bọc khá là cẩn thận. Có một cái quyển sách hướng dẫn là một tập test thông số của bơm. Con này là 101 lít trên giờ áp 1.53. Đây chính là model của bơm anh chị nhé. Model của bơm nó sẽ đầy đủ hết cả tất cả các thông số. Model của nó là 1M101PP. Lưu lượng là được 101 lít trên giờ. Áp lực mắc của nó là 13, tương đương 100m đẩy cao. Năm sản xuất là tháng 1 năm 2024, Made in Italy. Đây là cái lúm điều chỉnh của bơm OBL anh chị nhé. Ở trên bơm thì nó có hai lúm, một là lúm này nó lúm bịt kín. Còn lúm ngoài này là khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ thay thế cái lúm bịt kín thành cái lúm có lỗ thông hơi. Đấy, khi mà chúng ta đổ dầu ở đây thì khi vận hành nó sẽ không bị om dầu ở trong phía buồng bơm. Anh chị lưu ý giúp em là khi mà vận hành thì anh chị cần thay lúm bịt kín thành lúm thông hơi chị nhé. Video này được quay bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Imec, em hiếu chuyên về cung cấp thiết bị bơm. Cảm ơn.